あそこの P って書いてあるとこね。あ、わかりました。はい。あそこ。わかりました。大体1時間ぐらい。大体1時間15分ぐらいかな。OK。はい。9時、10時到着。10時、11時15分かな。OK。はい。không phải lúc nào một sự hoàn hảo mới là sự đạt chuẩn cả. Hãy một cảm ơn sẵn. Đây chưa là một tiệm cho thuê kimono. Đấy, các bác các chị nếu mà muốn thuê mặc một bộ kimono đi dạo phố, chúng ta vào đó chúng ta mua. Và thông thường đi đi những cái chùa cổ này thì người ta sẽ ghé vào đó người ta mua. Rất là nhiều các em gái xinh tươi mặc trong bộ kimono sắc sỡ. Hôm trước chúng ta đi xem cái bộ kimono á, các bác thấy nhá. Các chị gái mà là già cao tuổi á là kimono là ngắn tay, còn các em gái trẻ trung xinh đẹp á là màu sặc sỡ và dài tay. Đây biểu thị là ngắn cái áo tà áo mà dài dài á là ám thị là những cô gái mà chưa chồng. Có một ông đi nhầm phòng, thế là ông ba từ đó ông ba lại đi nhầm phòng. Mưa rồi ạ. Bà, mưa rồi. Bà phụ nữ 3 tuổi.